lận đận những phận đời. Không thể phủ nhận, khi đất nước dần phát triển hơn thì ở các thành phố lớn, nhịp sống đang ngày càng công nghiệp hóa với đầy rẫy những trung tâm thương mại, siêu thị tiện dụng, v.v. Nhưng cũng đồng thời, nền văn minh đô thị đã phần nào thu nhỏ lại một thuộc tính văn hóa của người Việt Nam, đó chính là văn hóa vỉa hè. Nghe qua thôi, đã thấy trọn vẹn nét bình dân. Hiếm có ai bán hàng rong, quán vỉa hè mà làm giàu bao giờ. Nhưng xin đừng quên, gánh hàng rong, quán vỉa hè là hình thức mưu sinh hình thành ở nước ta đủ lâu để được gọi là một nét văn hóa đời thường rất riêng và cũng là một mảng nhỏ trong bức tranh đô thị đầy sắc màu. Song song đó là những quan cánh, đó là những mảnh đời đang oằn mình đội mưa nắng vì miếng cơm, manh áo. Hỏi bà nè, sao bà bán lỗ hoài mà bà vẫn bán vậy? Chứ làm gì ăn dạ. Nhưng mà bà cứ bán bà lỗ nhiều quá rồi tiền đâu bà xoay. Đó. Hai, xin chào mọi người, Gia Phú, Gia Mèo. Rất vui được chào đón cô chú anh chị cùng tất cả các bạn đã đến với PM Food Travel. Thì như mọi người thấy thì hiện tại bây giờ là 11 giờ đêm. Khi mà gần như đa phần nhiều người bây giờ chắc là đang ở trong một căn phòng mà có một giấc ngủ ngon nó sai, thì đâu đó trong Sài Gòn chúng ta vẫn có những mảnh đời cơ nhỡ, những mảnh đời khó khăn vẫn đang phải mưu sinh vào những cái buổi đêm như vậy. Ngày hôm nay Phú đang ở địa chỉ là 226 Lê Thánh Tôn, quận Nhất. Thì mình chỉ cần mình đi qua chợ Bến Thành một tí xíu thôi, thì hàng ngày vào khoảng 11 giờ sẽ có một quán ốc đêm có hộp vịt lộn và trứng gà bán kèm theo. Thì đây là quán ốc này là của mình gọi là, mà mình có hỏi tên bà thì là bà Lai. Ngày nào bà cũng ra đây bà bán hết, bà bán từ 11 giờ khuya tới 4 giờ sáng. Nhưng mà mình ăn cũng mấy lần rồi, thì hôm nay mình muốn giới thiệu đến để mình mong muốn là nhiều người biết đến hơn để ủng hộ cho bà. Tại thật sự bà bán, mình thấy bà bán không có lời, bà lỗ không à. Mà không hiểu sao bà vẫn luôn nở nụ cười trên môi. Nên mình Phú muốn chia sẻ cái hoàn cảnh này gửi đến cho mọi người và các bạn. Rồi, thì bây giờ chắc là trước khi xin tiếp, mọi người like, share cũng như là ấn nút subscribe ủng hộ kênh để cho mọi người biết hơn về cái hoàn cảnh của bà Lại nha. Xin mời cô chú anh chị cùng tất cả các bạn chúng ta qua tìm hiểu quán ốc đêm của bà Lại. Đêm mùa hè tháng 4 nóng đổ lửa, lại ngay sau mùa dịch, Sài Gòn vẫn luôn sáng đèn rực rỡ. Nhưng vài tháng gần đây, nhịp sống đã trở nên trầm lắng hơn. Và ngày hôm nay, bọn mình đã ghé vào quán ốc của cụ bà tên là Lại. Gọi là quán cho sang, nhưng tất cả vỏn vẹn chỉ là một cái lò than với vài rổ nghêu ốc. Bà mượn tạm một vỉa hè trước địa chỉ số 226 Lê Thánh Tôn, quận Nhất để bán từ 11 giờ đêm đến tận 4 giờ sáng với giá chỉ 30.000 một dĩa. Hỏi ra mới biết, vì không có tiền thuê mặt bằng nên bà mới bán tầm giờ này. Và có những ngày không bán được là những ngày bà phải ăn cơm từ thiện. Ở cái tuổi gần 70, không gia đình hay con cái, vẫn phải bám lấy vỉa hè tự mưu sinh. Bà chính là đại diện tiêu biểu cho những phận đời gánh hàng rong. Đương nhiên, bọn mình vẫn sẽ nếm và nhận xét khách quan những món ốc của bà. Sau câu nói mà bọn mình thường hay nói, một món ăn sẽ ngon và ý nghĩa hơn chỉ khi chúng ta chia sẻ cùng với người thân, bạn bè. Thì ngày hôm nay là một khoảng lặng rất dài. Rồi thì như mọi người và các bạn thấy thì mình đang ngồi ở bên quầy ốc của bà tên là Lai. Bà bán ở đường này mình không biết là bao lâu rồi. Bây giờ mình sẽ hỏi bà một tí xíu. Mà trước khi mình hỏi bà, mọi người thấy là hiện tại là mình đang quay, mình dùng cái đèn đêm để mình đi quay. Bây giờ mình sẽ thử tắt cho mọi người xem cái cảnh mà mình quay đêm nó như thế nào để cho mọi người hình dung. Đó. Mọi người có thấy gì không? Chắc không thấy đâu. Quay buổi đêm nó khó vậy đó. Rồi. Bà cho con hỏi bà tí, bây giờ năm nay là bà bao nhiêu tuổi rồi? 69. 69. Bà bán ở đây là lâu chưa? Bán ở đây 2-3 năm. 20 năm. Ngồi 2-3 năm. 2-3 năm thôi đúng không? Đó.
coi như là bây giờ là coi như là ngày nào làm cũng 11 giờ bà ra đây bà bán. Đó. Bà từ ở đâu qua bà qua đây bà bán? Hòa Hưng. Hòa Hưng ở cái mạng Chí Hòa. À gần Chí Hòa hả? Trời, mà sao bà không bán ở bên bển? Không có chỗ ngồi. Không có chỗ ngồi luôn. Ừ, bán hàng rong mà. Dạ. Đi rong rong bây giờ dạ không đi nổi còn chỗ. Nhưng mà ở bên bển là bà ở nhà thuê hay là ở nhà của bà? Nhà của cha mẹ. Nhà của cha mẹ. Bà hiện nay bà sống bao nhiêu với bao nhiêu người? 4-5 người. 4-5 người. Bà có con cái gì không? Không. Không luôn. Thôi là coi như là bây giờ là bà bán là cái tiền này bà có bà để sử dụng làm cái gì? Bà mua cơm hay là như thế nào? Ăn thôi. Ăn vô bụng á. Đâu có lo, đâu có phải là mình ở trước lo. Lo giờ mấy người kia chết hết rồi. Dạ. Bây giờ mình bán già rồi, em chờ đâu cho bán là nhiều đâu. Ở cái tiền xe không là cả 100 ngàn rồi. Dạ. Bà có... Nãy giờ mới bán có mối 30. Dạ đúng rồi. Nãy giờ bà mới bán có đúng một mối. Một mối à. Một mối 30 ngàn là món sò lông nướng mỡ hành. Đó, 30 ngàn là chưa khách lợi à. Mà ác lắm. Ăn dĩa 30 ngàn đưa tờ 500 ngàn. Không biết sao bà thói luôn. Rồi mỉa thiếu đi bữa khác lại gặp lại trả làm sao gặp lại được. Nhưng sức khỏe bà đâu có bị đau ốm hay gì không? Vậy cũng mừng chứ để mà bán nữa mà tiền nữa mà thuốc men nữa là khó lắm à. Không mà lâu lâu cũng uống thuốc đau khớp. Đau khớp thôi đúng không? Đau cái chợ này nè, đầu gối ai cũng vậy, tới tuổi là phải đà bệnh. Dạ, mọi người biết không? Cứ khoảng gần 10 giờ mấy là bà sẽ bắt đầu bày đồ hàng. Cô phải nói dùng cái từ bày đồ hàng bởi vì giống như là có khách vô mừng quá. Bà chỉ nấu duy nhất là nhờ cái chiếc bếp than này thôi, từ luộc nướng nhưng mà không có xào, bà không có xào nhiều món đúng không bà? Bà chỉ có luộc và nướng mỡ hành thôi. Bán tàu quý mà giờ bán ế quá, ế lộ hoài. Ngày hôm nay là bà bán ba thứ, nghêu, xò lông và ốc bu. Phần nào bà cũng bán 30 ngàn hết đúng không? Đó. Tùy theo, người ta muốn ăn 50 nhiêu. Dạ. Trứng gà bà bán sao? Trứng gà với hộp vịt lộn. Gà 5 ngàn. Một gà 5 ngàn. Lộn thì có 8 ngàn. 8 ngàn một trứng hộp vịt lộn đó. Ê mọi người nhìn đây là nghêu của bà bán nè. Đó. Kế bên là xò lông. Rồi, ở dưới đây là ốc bu. Đó. Thôi giờ là 10:30 chứ nhỉ. Bây giờ là 11:30. Mọi người biết không, là coi như là mỗi ngày bà bán á, bà chỉ lấy mỗi thứ khoảng 1 ký mấy ốc bán thôi. Và có chỉ có 2-3 loại thôi. Thì nói thật là mọi người không biết cái đường này nó rất là vắng luôn, không có thể treo bảng được, cũng không có để đèn đốm gì hết, lỗ hoài à. Mà vẫn mà bà vẫn bán. Bán gì chứ giờ làm gì dạ. Mà bán bữa nào mà ấy hả, ế dạ. Hoài lỗ thì phải nghỉ. Trời, rồi nghỉ vậy làm sao, bà không có tiền rồi bà sẽ làm sao? Mấy đứa em đi cho dạ. Cho lúc mà lỡ bị lỗ bà không có vốn rồi bà lấy tiền để bà mua ốc vậy. Mua thiếu được. Trời, nói thiệt chứ mọi người là mình nói chuyện, mình đi ăn ở đây được 2-3 lần rồi nhưng mà không thấy bao giờ thấy bà buồn. Bà nói cho mình những cái chuyện, những cái khó khăn của bà rất là vui tươi. Mà mấy cái ốc này nè bà lấy ở đâu? Ở chợ, ở gần nhà. Chợ gần nhà. Bà đi mua lúc mấy giờ? 1 giờ. 1 giờ rồi trưa. Một phần mà bán nhiều lắm á mọi người và các bạn. Đây là một phần 30 ngàn. Đó, mà vẫn đang bỏ vô. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ngày 23 con. Đặc biệt ở đây là
xả hành là tự nhiên hết, bà lấy ra là bà cắt liền, làm liền luôn. Đây là xả, một lát nữa mọi người sẽ thấy được cái cảnh bà cắt mà. Bà làm mỡ hành trực tiếp luôn. Bà hồi kỳ là mấy bữa là dịch đó, bà nghỉ á. Rồi ở nhà đâu có làm gì đâu. Không làm gì luôn. Rồi tiền đâu bà mà. Ta cho cơm ăn. Ta cho cơm ăn hả? Từ thiện á. À là bà đi ra những chỗ từ thiện mà lấy cơm mà ăn. Rồi. Ta cho khi người ta đi đường á, ta cho gạo. Bà có phải đi xa không hay là xa? Xa. Kêu cái thằng bán số chở. Chở đi xin gạo. Ở trước Mỹ Hiền á. Hồi, ở chở tuốt. Mình đi. À từ cái mạng 8 xếp vậy. Hàng, xếp hàng lấy 2 kg gạo. Lâu kia lấy hộp gà. Bà xếp lâu không? Xếp hàng lâu không? Đông lắm. Đông lắm. Bà, nhà bà ở Hòa Hưng á là bà ở địa chỉ số mấy? Hả? Bà ở địa chỉ số mấy Hòa Hưng? Số 84. 84 Hòa Hưng. Hòa Hưng. Không có ở trong hẻm à? Không có sạc. Hẻm á. Là nó không có sạc hả bà? Hẻm à. Số 17 bà nhớ không? 84 sạc 17. 84 sạc 17. Tại vì con xin là địa chỉ. Tại vì để cho để ai muốn con muốn là cho mọi người và các bạn biết cái địa chỉ đi. Đem người ta muốn giúp đỡ bà tới địa chỉ đó để kiếm bà. Tại vì cái giờ bà bán buổi tối nó hơi tối nên có nhiều người sẽ không có đi ra đường được đó. Cho ai những ai muốn giúp đỡ bà có địa chỉ sẽ tới nhà bà. Lát họ con có số điện thoại của bà rồi, một lát họ con đọc số điện thoại luôn. Đó, có gì người ta gọi bà, người ta kiếm bà. Những khi ta cho đồ bà, ta cho gạo, cho rồi để bà sử dụng. Bữa tổ trưởng cách chợ. 84 sạc 17 đường Hòa Hưng. Rồi bây giờ bà lấy cho con một phần xà lông nướng mỡ hành, nghêu hấp. Dạ, 2 cái trứng gà. Đây 2 trứng gà. Rồi. Ghế. Đây con lấy ghế. Rồi. Wow. Nóng hỏi. Đâu không sao đâu. Để ít mà. Đây. Để nó nguội một tí đi. Rồi mình bóc ra mình chấm muối tiêu mình nè. Giờ để bà coi bà làm. Ồ bà có chén luôn nè. Thấy không? Cái gì bà cũng có. Thì túi thần kỳ á. Bị một cái á mọi người và các bạn biết không, hình như bữa con hỏi bà là bà nói là bà phải gửi đồ hả? Đi gửi đồ. Bà gửi ở dưới đây. Tháng 500. 1 tháng 500 gửi hết những của cái đồ này. Nghỉ quá trời luôn, phải chờ tháng. Ờ. Tức là mọi người biết không, tại vì bà ở Hòa Hưng là đồ rất là nhiều, tại vì tới đây thậm chí là bà phải kêu xe ôm chở bà tới. Buổi tối là họ lấy bằng nhiêu? 40. Mỗi buổi tối mà bà bán, nhiều khi có bữa mình tới mình ăn cả mấy tiếng luôn mà bán chỉ duy nhất có một dĩa 30 ngàn, mà lúc đi tới là phải trả tiền xe ôm 40 ngàn, rồi lúc sáng về nữa. Mấy giờ sáng bà về, bà bán tới mấy giờ? Đợi cái lúc người chở nó lên sớm về sớm, nó lên trễ về trễ. Nhưng mà mấy giờ là bắt đầu bà dọn? 5 giờ, 4 giờ mấy, 5 giờ. 4 mấy 5 giờ mà mới dẹp, rồi về là ngủ. Ngủ tới 12 giờ cái dậy đi chợ. Hỏi bà nè, sao bà bán lỗ hoài mà bà vẫn bán vậy? Chứ làm gì ăn dạ. Nhưng mà bà cứ bán bà lỗ nhiều quá rồi tiền đâu bà xoay. Đó. Cái lúc mà em đi nó cho. Cho. Ờ. Không. Rồi. Đắp vô rồi bán nữa. Trời ơi. Rồi bây giờ đây con có cái này con cho bà, con tặng bà. Đây là của một chị ở bên Mỹ, Texas, gửi cho bà. Ăn đi. Dạ, để con đây, con cầm. Đây. Ủa lâu tao rồi. Dạ, bà giữ đi, bà cất đi, bà cất đi. Cất kỹ đi. Tên trong đây hả? Dạ không có tên. Chị đã giấu tên. Chị nó không có tên. Dạ thôi giờ bà gửi lời nói chị đó đi. Gửi lời cảm ơn chị đó nhiều. Dạ. Biết hoàn cảnh được khổ tiếp vốn. Dạ. Vui vẻ vậy thôi chứ. Dạ. Tại vì mình cũng không muốn lên đây bán
cực khổ như vậy, thức đêm hôm, có bữa mà muốn nghỉ. Mà sao bà không bán thứ khác? Bà không bán trái cây buổi sáng hay bà bán cái gì? Bán không hợp với mình, bán không được. Ừ, đủ nghề hết, bán không chạy mà sao bán. À, bán trái cây cũng có nè, nấu chè cũng có nè, nấu hủ tiếu cũng có. Đâu sắm cả đống nhà đó, bỏ giải. Vậy giờ biết bỏ cho ai? Bà bán cái đó bà cũng đẩy đi bán hả, nhưng mà bán không được hả? Rồi để cái nồi đẩy đổ văn nước sôi rồi dạ. Cái xăm nghỉ không bán được, bán được kéo hoài không ai phụ. Ủa mà con thấy ở quận nhất trái cây cũng dễ bán mà bán không được trái cây luôn. Bán được, chín lẹ lắm. Chín lẹ? Chín lẹ là ăn thấy bà luôn. Thiệt. Bà ăn hả? Có lúc hả, mua sẵn ổi nè, mận nè, cũng hợp cái gu người ta. Giờ mua cam nè, mua quýt nè, bán không được luôn. Rồi mua đi dài dài rảnh bán. Bán được, quay ra bán bắp. Bắp nấu cũng bán được. Không biết lựa. Lựa bắp bả nó nấu già quá, nó ra nhựa, người ta không ăn. Nó nở ra nhựa mà không biết người ta đi mua ở đâu mình biết. Trái cây bà lựa có khó? Khó. Khó. Mua lựa thì nó bán giá khác. Còn mà hả, mình mua mà nó hút ngang ngửa thì giá khác, mà rẻ hơn, mà nó đụng nhỏ 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 thì sao mình bán. Trẻ thì làm được, già chèo đeo không có, mua đồ. Này, thì mọi người có đến đây nếu mà được á, nếu mà mình đi buổi tối mà mọi người có đi ngang đường này á, thì ghé ủng hộ cho bà nha. Có điều bà có một mình à, thì bà làm những cái món này có một cái bếp nó sẽ hơi lâu tí xíu, thì mọi người chịu khó thông cảm à, phụ bà một tay. Rồi đây là sò lông nướng mỡ hành à. Mà con thấy bà nên lấy những cái loại ốc về là nó dễ bán, đừng có lấy cái những cái ốc bán khó là không bán được. Dạ đúng rồi, vừa mua mắc tiền nữa. Cái này dễ ăn mà giá nó bình dân, người ta vừa túi tiền ta ăn. Đây đây mọi người, đây đó, hành lá là bà lấy sẵn luôn mà cắt sống như rồi bắt đầu bà mới làm công phu lắm á. Sao con không thấy bà buồn? Buồn gì giờ, chứ trẻ mà làm mình nuôi người ta hết rồi, bây giờ giờ mình dám chịu chứ sao giờ. Dạ nghe bà cười xuống dạ. Dạ, mới chịu cực chứ sao giờ. Tại một hôm bữa mọi người biết không, Phú nghe bà chia sẻ là bà nào là bị không có cho buôn bán ở lề đường này nè. Cho buôn bán hả, cái khổ quá trời, biết làm gì vậy. Mà bà vẫn cười. Ta kêu mình đi bán với số, chưa kịp bán với số đã dẹp rồi. Bữa hôm mùa dịch á, dẹp với số á. Dạ. Tính đi thử, cái kia thằng bán với số đưa ta 20 tờ ta bán thử, ta bỏ vốn lên sao lỗ quá. Hành lá này bà mua bao nhiêu vậy? Hả? Hành lá này bà mua bao nhiêu? Mua lần 10.000. 10.000 là được mấy bó? Nhúm đó. Nhúm. Hai ngày lặt ao đi á. Trời ơi quá trời luôn rồi mọi người. Còn sò lông mà bà cắt cả một bó mỡ hành luôn. Trời ơi cười suốt luôn á trời. Chứ giờ là ít quá mắc công. Dầu nó không, mà nướng sơ thôi, mà để quên quên. Sò lông mập lắm nha mọi người, mọi người nhìn nè. Con thích cái sò lông nướng mỡ hành của bà lắm luôn, mà nướng ngon vô cùng. Mà khổ nổi là cái đường này nó quá vắng, nó quá tối, bà không thể nào bán chỗ khác được, chết. Đi lạ lạ chỗ khác người ta đuổi. Người ta bán giống hàng mình, ta đâu cho mình chen vô ngồi. Rồi bà cũng muốn bán sớm lắm, nhưng mà thật ra là mọi người là không có bán sớm được. Ghê quá mày. Thằng ốc trong đêm tối mọi người mà các bạn ơi. Lên đèn cái nhìn ghê quá. Lên đèn, sáng. Rồi thì bây giờ Gia Phú và Mèo xin mời cô chú anh chị cùng tất cả các bạn chúng ta thưởng thức ốc đêm bà lại. Rồi mình ăn trứng gà trước nha. Hè hey, đây mày hả mày. Mày hả mèo. À. Tự kỷ cấp độ cao.
Thôi nói chung là mình lột hết đi, mình chấm, mình cầm nguyên trứng mình ăn đây cho cái nó. Đèn iPhone chắc được. Hả? Hay là úp xuống. Úp. Bị gì? Mặt mày nó vàng vàng đỏ đỏ. Ủa kỳ vậy? Rồi. Rồi chuẩn. Chấm. Sao mày lại gọi vô ta? chấm tay không. Chấm muối. Đúng rồi. Muối chanh. Đó. Ăn. Hình chú gà không? Giờ ăn hộp vịt lộn nó hơi bị mệt. Đừng gỡ vô. Rồi. Nó lên xoay quá, ăn gà. Hết rồi hả? Tám cái này tám rồi. Nó trứng rồi đó. Nghiêu mọi người ơi. Nghiêu hấp xả. Hấp miếng nước. Nước bà bỏ đường á, cho nên có thêm một chút. Nó có thao tác chậm lại. Để chậm lại, ok, trời tối quên. Đâu, từ từ rồi, kêu rồi, nước sao bài. Nước sao? Hả? Nước được hả? Nói chung á, mới là bà bán bình dân. Hương vị nói chung là mình sẽ không thể nào so sánh với những hương vị ở những cái tiệm hoặc là những cái quán ngon rồi. Nhưng mà ăn được. Mắm bà pha cũng vừa phải, mắm là pha mắm tắc. Nó chua chua ngọt ngọt. Bào nghêu dữ nè. Bào dài con nghêu đi. Ủa bà? Dạ lấy gì bà? À, dạ con có tắc rồi. Bà ơi, hình như là hồi hai ngày trai hôm qua là bà nghỉ đúng không? Coi như là ngày trai bà nghỉ đúng không? Dạ. Số điện thoại của bà là 0793187664. Nhưng mà để hỏi bà giờ làm việc của bà. Lúc thường thì điện thoại bà cầm trên tay suốt hả bà? Nói chung là buổi sáng gọi bà được mà giờ đó bà ngủ mà đúng không? Cũng hơi khó, bà gọi mà bà thức. Gọi thức chứ sao thấy. Dạ, rồi. Rồi mọi người có số điện thoại giờ phải địa chỉ rồi nha. Thì nếu mà ai mà thường đi chơi buổi tối khuya, nếu được ghé qua ủng hộ cho bà. Không thì địa chỉ là 226 Lê Thánh Tôn nha mọi người. Đưa có rọi đèn vô mặt nữa bạn ơi. Mình cứ đi qua, nó vừa qua cái chợ Bến Thành một cái là tới là thấy liền luôn. Một chiều mà đúng không? Ừ, đúng rồi, người có một chiều à. Thì xà lông rất là đẹp luôn. Đếm kỹ là có mấy con, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 10, 4 con. 30 ngàn. Nghiêu 30 ngàn, nói chung là bà bán có mọi thứ có 30 ngàn à. Mọi người tới đây thì mọi người chịu khó xíu nha, tại bà có một mình à, cho nên nó hơi khó khăn. Xà lông bà ngon, tại vì có mỡ hành đó, làm trực tiếp luôn. Đậu phộng bùi bùi bé béo nữa. Béo chèm với nước mắm luôn cả. Nước mắm à, mình thích ăn với đuôi chanh. Đây. Trời ơi. Ngon quá rồi. Cái xà lông nướng mỡ hành vô cùng. Rồi, xong rồi. Mình đã ăn hết trứng, hết nghêu, hết xà lông. Một buổi tối ấm áp và no bụng. Trời, nói thiệt với mọi người là mình ngồi, mặc dù là mình ngồi cái ghế vậy nè, mà cái chân mình nó cũng bị tê nữa. Mà bà ngồi bán từ 11 giờ khuya cho tới 4 giờ sáng. Nói thiệt là bây giờ là 12 giờ 20 rồi. Bắt đầu tụi mình cũng rất chuẩn bị phải đi về. Mà nói thật là mình đi ăn 3 lần bà rồi, mỗi lần ăn xong á mình không muốn đứng, cảm giác cái đứng dậy về nó bị níu níu lại mọi người. Vì thật sự là bà bán thấy không ai đi ngang để mà muốn ủng hộ bà, mà mình đi về là coi như là bà trơ trọi, bà ngồi một mình vậy đó. Nó nói mà cứ cười vậy đó, không có rầu gì vậy đó. Logan của bà nãy bà nói là lỗ chịu, ai trách ai bây giờ. Thôi thì
hy vọng là sau clip này được mọi người có đi chơi khuya, mọi người ghé qua đây ủng hộ cho bà nha. Ai không ăn ốc thì có thể mua trứng gà, mua trứng hộp vịt lộn để ủng hộ bà. Bà bán một phần ốc chỉ có 30.000, trứng gà thì 5.000, trứng hộp vịt lộn thì 8.000. Nhớ nha mọi người, bà bán từ 11 giờ đêm cho tới 4 giờ sáng đó. Rồi ngày chay là bà không có bán. Địa chỉ nhà của bà là hồi nãy bà có đọc rồi đó mọi người, là 84/17 đường Hòa Hưng. Nếu mà được mà buổi sáng mọi người có ai có lòng hảo tâm, mọi người có thể ghé để gửi cho bà những cái gọi là những cái gạo muối gì đó để bà có thể sử dụng sinh hoạt hàng ngày. Cảm ơn cô chú anh chị cùng tất cả các bạn đã theo dõi clip này đến giờ. Mình cũng mong, nói thiệt là mình thấy nhiều YouTuber ở Sài Gòn lắm, quay nhiều trend lắm. Mong rằng là những YouTuber đó nếu mà được quay nhiều ở đây để cho những cái hoàn cảnh bán buôn gì nè, để được nhiều người biết tới và người ủng hộ hơn. Cảm ơn cô chú anh chị cùng các bạn đã theo dõi clip này đến giờ. Hãy luôn nhớ rằng một món ăn ngon sẽ ngon hơn nếu chúng ta thưởng thức cùng người thân, bạn bè và chia sẻ nó với tất cả mọi người. Mọi người hãy luôn nhớ nha, trải nghiệm, người trải nghiệm chính là cách sống tốt nhất. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người và các bạn ở những clip kế tiếp. Đừng